Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Viện phí sẽ được tính đúng, tính đủ theo giá thị trường vào năm 2020. Qua đó đòi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến để mọi người dân hiểu sâu hiểu đúng về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, để từ đó có ý thức trách nhiệm tham gia vì sức khỏe của bản thân, gia đình và góp phần chia sẻ với cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, khoa hồi sức tích cực luôn là nơi tập trung nhiều bệnh nhân. Các ca ở đây đều thuộc dạng nặng, phải nằm viện trong một thời gian dài. Chi phí lưu trú, thuốc men, điều trị có thể lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Như trường hợp anh chị Ngô Binh và chị Phạm Thị Mai Thủy, ngụ tại huyện Bảo Lâm. Cả hai vợ chồng đều làm nông, không may chị bị tai nạn giao thông, khiến dập nách và gãy chân trái. Chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng. Nhưng nhờ việc chị Thủy đã tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2013, nên đã được hỗ trợ rất nhiều. Điều này đã giúp gia đình anh chị thoát khỏi nguy cơ, rơi vào cảnh nghèo hóa do bệnh tật. Bảo hiểm y tế có chi trả cho vợ là được 80%. Nếu mà không tham gia bảo hiểm y tế thì chắc là khó khăn lắm đến với gia đình, tại vì một ca bổ này nó nằm tới mười mấy triệu. Bên cạnh đó, việc tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư của Bộ Y tế, nếu như trước đây tiền công khám chữa bệnh cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh là 12.000, thì nay sẽ tăng lên 35.000, tương đương gần 3 lần. Hay như đối với trung tâm y tế tuyến huyện, mức cũ là 8.000, thì nay sẽ là 131.000, tương ứng tăng gấp 4 lần. Và nếu giá một lần chạy thận tăng từ 368.000 lên 543.000, thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Thì nói cho đúng ra, nếu mà không nhờ bảo hiểm y tế thì bệnh nhân đóng rất là nhiều. Mà nếu đóng nhiều như vậy thì bệnh nhân không thể nào mà điều trị được bệnh, thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì nội mà bình thường họ đã đóng là coi như là nhiều khi họ đã đóng không nổi rồi. Và thậm chí có những người họ sẽ bỏ luôn. Và họ chỉ có chờ về để mà đến một lúc nào đó thì họ ra đi thôi. Em đã bị tai nạn xe tung vô cho tới bữa nay là được năm ngày đó, không tham gia bảo hiểm y tế. Bữa nay mức chi phí là bữa nay đến ngày nay là hết 16 triệu rồi. Cũng phải đi vay mượn của chị em bà con để lo cho con. Thì sau cái vụ này thì gia đình cũng đã rút ra được một cái kinh nghiệm để mà mình tham gia bảo hiểm cho gia đình. Để sau này ví dụ như mình mua mình không có trông mong là mình hưởng, nhưng mà bây giờ ví dụ như mà gia đình mình có xảy ra chuyện gì thì mình có cái bảo hiểm y tế thì rất là có quyền lợi. Như vậy, nếu người dân mang thói quen nước đến chân mới nhảy thì khi xảy ra một vấn đề sức khỏe, chi phí điều trị sẽ là một gánh nặng rất lớn cho cả gia đình. Đặc biệt khi hiện nay đã có chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chính sách này, từ người thứ hai trở đi trong gia đình chỉ còn phải đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất. Cái biểu giá viện phí bước 2 của thông tư 37 lần này ấy, thì đã bao gồm 5 trên 7 yếu tố, tức là cái cơ cấu chi phí tiền lương và các cái phụ cấp cho nhân viên y tế thì trong cái cơ cấu của viện phí lần này. Thay vì đó có nghĩa là ngân sách nhà nước thì sẽ không trả cái tiền lương cho nhân viên y tế nữa, mà trả thông qua giá dịch vụ khám chữa bệnh mà viện phí bảo hiểm y tế trả. Mặt khác thì chúng tôi cũng phải nói thêm một cái tác động đến cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đó là về cái ngành y tế thì cũng phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng phục vụ người bệnh và tiếp tục cải cách các cái thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người bệnh và thay đổi cái tinh thần thái độ phục vụ để làm sao để đáp ứng hơn nữa cái sự hài lòng của người bệnh, và đặc biệt là người ta đang muốn hoặc là chưa có muốn tham gia bảo hiểm y tế nhưng mà cái chất lượng khám chữa bệnh của mình được nâng lên thì chắc chắn là người ta sẽ có cái ý thức là sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh việc giá dịch vụ y tế điều chỉnh sẽ khiến người không có thẻ bảo hiểm y tế phải gánh tiền phí rất lớn, ngược lại người có thẻ bảo hiểm y tế lại được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Điều này sẽ tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ.
nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách nhân văn đối với gia đình nói riêng và đây là việc của mọi người vì một người. Hy vọng rằng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì ý thức của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ ngày càng được nâng cao, qua đó cùng mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.